Một cõi đi về. Tôi là Kitô hữu. Tôi ý thức rằng tôi được sinh ra ở trên đời này có mẹ có cha. Cha mẹ tôi sinh ra tôi trên đời để tôi sống những ngày tháng ở trên đời này. Tuy nhiên, tôi tin Chúa là cha của chúng tôi. Cha của tôi ở trên trời, hằng nuôi dưỡng tôi và hằng luôn luôn che chở, dắt dìu tôi trên từng bước đường đời tôi đi. Vì thế, cõi đời này là cõi con người sống. Cõi đời này là cõi con người đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi là Kitô hữu, tôi đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Bởi vì Kitô hữu có nghĩa là người thuộc về Đức Kitô. Chúa Kitô là cha của chúng tôi. Ngài có cha ở trên trời, và khi chúng tôi tin nhận Ngài là chúng tôi biết được cha. Và khi biết được cha, chúng tôi tin tưởng rằng cha trên trời luôn luôn ấp ủ, trìu mến con của mình. Ngài nói, con là con yêu dấu của ta, con làm đẹp lòng ta. Hãy lắng nghe lời của người. Tôi tin và tôi luôn luôn lắng nghe lời của người. Tôi thực thi lời của người. Rồi rồi, cuộc đời của tôi trở nên con người hữu dụng cho hội thánh của Chúa và hữu dụng cho xã hội này. Chính vì vậy, thưa anh chị em, cuộc đời của tôi đã hiến chọn cho Chúa. Tôi đã hiến chọn cho Chúa và thuộc chọn về Chúa trong đời sống linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Và tôi đã sống thiên chức linh mục của tôi 49 năm. 49 năm trời của tôi là 45-9 năm hồng ân. Để rồi sang năm, nếu Chúa muốn, tôi sẽ được 50 năm mừng lễ Kim Khánh. Lễ Kim Khánh linh mục là một lễ quan trọng đối với đời linh mục của tôi. Bởi vì khi lãnh nhận sứ vụ linh mục, tôi được 29 tuổi. Và khi mừng 50 năm linh mục, tôi được 79 tuổi đời. 79 tuổi đời đối với con người là một quá trình tương đối khá dài. Và tôi cảm ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa ban cho tôi cho tới giờ phút này. Mặc dù mắt tôi chưa được sáng rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy sức khỏe tương đối tốt và tôi vẫn làm việc một cách miệt mài. Điều quan trọng nhất của tôi đó là cầu xin Thiên Chúa cho tôi được biết vâng phục ý của Thiên Chúa. Và nếu có thể, xin Ngài giúp tôi sáng ra để tôi có thể phục vụ hội thánh của Chúa một cách đắc lực hơn. Tôi muốn viết bài, tôi muốn đăng tải lời của Chúa để lời Chúa thấm nhập và lan rộng nơi nhiều người ở trên khắp mọi nơi. Bởi vì lời của Chúa là lời hằng hữu, lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa soi đường chỉ lối cho chúng con đi. Cho nên lời của Chúa luôn luôn sống động trong tôi và tôi luôn luôn muốn viết những lời về Chúa, luôn luôn muốn giải thích những lời của Chúa để cho nhiều người được biết Chúa. Mặc dù sức có hạn, mặc dù trí khôn cũng có hạn và việc học của tôi cũng có hạn, nhưng tôi cố gắng hết sức với ơn trợ lực của Chúa, ơn tác động của Chúa Thánh Thần. Tôi tin rằng những lời tôi viết ra, những lời tôi giải thích về lời của Chúa luôn luôn mang lại những hiệu quả tốt đẹp cho nhiều người. Bởi vì tôi luôn luôn đi đúng đường lối của Chúa, đi đúng đường lối của hội thánh của Chúa. Và những lời chia sẻ là chính những lời chia sẻ trong Kinh Thánh, chính những lời của Chúa Giêsu, chứ không phải bất cứ lời của người đời nào. Vì vậy, tôi luôn luôn tin tưởng rằng lời của Chúa luôn luôn tác động trong tâm hồn của tôi để tôi nói ra lời của Chúa. Nhờ đó, nhiều người nhờ lời của Chúa mà biết được Chúa.
Kính thưa anh chị em, một cõi đi về có nghĩa là giúp tôi hiểu rõ hơn về cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. Đức Kitô đã sinh ra ở hang đá Bethlehem. Người đã trốn qua Ai Cập cùng với cha mẹ của Ngài bởi vì sợ vua Herodê giết chết. Khi nghe lời triệu báo của thiên thần, Thánh Giuse đã đem mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn qua Ai Cập. Và khi Herodê qua đời thì thiên thần lại triệu báo để Giuse đem mẹ Maria và Chúa Giêsu về lại Nazareth. Ở đó Chúa Giêsu sống với gia đình của mình cùng với lại anh chị em làng xóm láng giềng của mình ở Nazareth 30 năm một cách ẩn dật. Ngày học nghề thợ mộc, làm nghề thợ mộc cùng với cha của Ngài để nuôi sống gia đình. Và rồi 3 năm Ngài kết nạp 12 môn đệ đi theo chân Ngài. Ngài đã làm nhiều phép lạ tỏ tường, Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại và vô số phép lạ cho những người bệnh hoạn tật nguyền. Ngài đã xua trừ quỷ ám, Ngài đã làm cho nhiều người bình phục. Và cuối cùng, vì vâng lệnh Chúa Cha, Ngài đã chịu chết trên cây thập giá, đổ máu mình ra để xóa sạch tội lỗi của dân trần này. Ngài đã đóng đinh tội lỗi của con người chúng ta vào cây thập hình của Ngài, để rồi qua việc đổ máu của Ngài ra, Ngài đã làm cho con người chúng ta sạch tội. Chính vì vậy, cõi đi về là cõi phúc, cõi đi về là cõi vô biên, cõi đi về là cõi thiên đàng. Tôi ý thức rõ rằng tôi tin vào Đức Giêsu Kitô. Tin vào Đức Giêsu Kitô nghĩa là sẽ cùng được chết và cùng được sống lại với Ngài. Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma cũng nói: nếu bạn tin vào Đức Kitô thì bạn chết, bạn sẽ được sống lại với Đức Kitô. Và tôi còn nhớ một lần đọc Kinh Thánh qua tin mừng của Thánh Gioan, Đức Giêsu Kitô sau khi đã biết được Lazaro là em của Maria mà Marta đã chết, Ngài tới Betania và Lazaro đã chết 4 ngày rồi, nhưng Ngài đã làm phép lạ để cho tất cả mọi người tin rằng Ngài có quyền năng trên sự sống và sự chết. Ngài đã nói với Marta như thế nào: Marta, con có tin rằng kẻ chết sống lại hay không? Marta thưa: thưa thầy, con tin. Con tin em con sẽ sống lại vào ngày tận thế. Đức Kitô nói: ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào ta dù có chết cũng sẽ được sống lại. Chính vì vậy mà Đức Kitô đã làm cho Lazaro chết chôn trong mộ 4 ngày được sống lại một cách khải hoàn. Vậy cõi đi về là như thế. Tôi tin, và tôi tin một cách thẳm sâu rằng con người theo Chúa chết đi sẽ được sống lại. Con người theo Chúa, làm theo ý của Chúa, vâng theo lời của Chúa, giữ đạo một cách tốt đẹp, thực hành đạo một cách tốt đẹp, chắc chắn khi chết con người sẽ được sống lại cùng với Đức Kitô. Và Đức Kitô tới để cứu thoát mọi người chứ không phải để giết chết con người. Ngài nói: khi nào ta bị treo lên thập giá trên cao, ta sẽ kéo mọi người tới cùng ta. Hoặc không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu mến. Nơi khác, cũng trong tin mừng của Thánh Gioan, Ngài nói: ý của cha tôi là bất cứ những người nào mà cha trao cho tôi không muốn để bất cứ một người nào mà cha trao cho tôi phải hư mất. Nhưng tôi muốn tôi ở đâu thì những người đó cũng sẽ ở đó với tôi. Điều này khẳng định rằng tất cả những người mà cha trao cho Đức Giêsu Kitô, nghĩa là những con chiên của Chúa, những người đã được chịu phép rửa tội, những người đã sống trong ơn nghĩa của Chúa,
Thiên Chúa Cha đã trao cho Chúa Con. Chúa Con sẽ không để mất bất cứ một người nào. Và khi Ngài chết, khi Ngài ở đâu, thì Ngài cũng đưa tất cả những người đó về ở với Ngài. Đó là niềm tin của người Công giáo. Và đó cũng là niềm tin mà tôi xác tín một cách sâu xa, một cách mạnh mẽ. Tin sẽ được cứu rỗi. Và chắc chắn rằng khi tôi tin như thế, tôi tin vào Chúa, Chúa đã chết đi và sống lại. Đây là một mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm lớn lao của người Công giáo. Chỉ có những người tin mới có thể tin được điều đó. Chỉ có những người tin tưởng thực sự vào Thiên Chúa là đấng quyền năng, vì Ngài đã nói, ta chết, ta sẽ sống lại. Chúng ta không thấy bất cứ một vị lãnh đạo tôn giáo nào trên thế giới này khi lập ra một tôn giáo đã nói câu, ta chết, ta sẽ sống lại. Chỉ mình Đức Giêsu Kitô khi thiết lập đạo Công giáo, Ngài đã nói, ta chết và ta sẽ sống lại. Ngài đã chứng thực, Ngài đã sống lại. Và các chứng nhân của Ngài, đó là những người phụ nữ, đặc biệt là Maria Magdalena, là người đã được Chúa Giêsu yêu mến, đã được Chúa Giêsu trừ cho bài quỷ. Nhưng Maria Magdalena đã trở nên vị thánh vì bà được yêu thương nhiều, cho nên bà lại yêu thương Chúa Giêsu nhiều lắm. Vì thế, bà đã theo chân Chúa và bà đã chứng kiến cái chết của Chúa. Bà đã được gặp Chúa sống lại đầu tiên, và chính bà đã loan báo tin mừng đầu tiên cho các môn đệ của Chúa. Để rồi các môn đệ của Chúa tiếp tục loan báo tin mừng phục sinh cho nhân loại này. Chúng ta là người Công giáo, chúng ta tin tưởng vào điều đó, và chúng ta cũng có sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh cho tất cả mọi người chưa biết Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng ta, và xin Chúa chúc lành cho chúng ta luôn, để chúng ta tin vào tin mừng phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Alleluia.